Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ tới, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt duy trì. Sang đến ngày 6 tháng 11, khi khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, cường độ gió Đông Bắc sẽ mạnh dần, biển động. Cùng với đó là mưa dông xảy ra nhiều nơi, làm cho tầm nhìn bị giảm thấp. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cũng gia tăng trong những ngày đầu tuần tới. Không khí lạnh cũng có tác động đến thời tiết ở khu vực giữa của Biển Đông, làm cho từ ngày 6 tháng 11, gió trở lại với hướng Đông Bắc và cường độ sẽ đạt mức là cấp 4, cấp 5 trở lại. Hoạt động hàng hải vẫn diễn ra thuận lợi. Còn đối với khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết tốt, ít mưa, gió yếu, sóng lặng. Từ ngày 7 tháng 11 thì mưa sẽ gia tăng, tàu thuyền hoạt động cần chú ý. Tiếp theo, mời quý vị cùng bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, đới gió Đông đến Đông Nam vẫn là hình thế chính chi phối. Vì thế mà hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới 1 km. Sang ngày 6 tháng 11, gió mùa tràn về, biển sẽ động trở lại, ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của tàu thuyền, cũng như là đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại. So với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì ảnh hưởng của không khí lạnh đối với các vùng biển miền Trung thường chậm hơn khoảng một ngày. Vì thế mà trong khoảng từ nay đến hết chiều và tối mùng 6 tháng 11, ở khu vực biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn, duy trì tình trạng thời tiết tốt, mưa ít, gió yếu và sóng thấp. Chưa có hình thái thời tiết xấu nào tác động, vì thế ở khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc cũng sẽ duy trì tình trạng thời tiết tốt trong những ngày cuối tuần. Gió yếu, sóng dưới 1,25m, mưa dông thì chỉ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.